Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube Kim Bình. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn đường lên núi dài ở Chi Tôn, hay còn gọi là núi Ngọa Long Sơn, dịch ra sát tiếng là núi Rồng Nằm. Núi này có nhiều suối, thì hôm nay mình sẽ đi tìm cái suối Ô Đá trên núi dài này. Thì núi dài này là nó là một cái núi dài nhất trong 7 ngọn núi ở vùng Bắc Sơn. Chiều dài của nó là vào khoảng 8.000 mét, và chiều cao của nó so với mặt nước biển là 580 mét. Về cái địa lý của nó thì nó nằm thuộc trải dài trên ba xã là Châu Lăng, Lương Phi và Lê Trì. Trong đó có một cái thị trấn là Ba Chúc. Thì tất cả những xã và thị trấn này đều thuộc về huyện Chi Tôn. Chi Tôn là thuộc phố thuộc tỉnh An Giang. Thì đây là một ngọn núi thuộc dạng núi khá dốc, được hình thành trong cái thời kỳ tạo sơn mãnh liệt trên núi, cho nên có độ cao và độ dốc lớn vào khoảng 25 độ. Hiện tại thì trên núi này người dân chủ yếu là canh tác xoài, thăm rong và một số loại vườn trái cây khác. Trên núi dài thì cũng còn rất là nhiều loại gỗ quý như dầu, canh xe, lăn ổi, mề lời quế, cổ mận, nính. Và nghe người dân nói cũng còn loại mua và thú rừng. Như cái clip trước của mình là mình tìm hồ Tà Sóc, thì đó là cái hồ trận hồ cho người dân sử dụng ở cái vùng đó. Thì nó nằm bên sườn núi dài bên phía bên đây. Còn cái mình hôm nay thì mình đi lên ở sườn phía bên đối diện. Thì cái phía bên đây lên thì nó dốc cao hơn. Xi măng người ta trải thì cũng ít hơn bên kia, thì nó có vẻ mặt độ nó dày hơn. Ủa, ở đây ông chưa vô hả? Này đường mới, đường này mới biết luôn. Chụp thôi nha. Thôi. Rồi nha, chụp nha. 1, 2, 3. Khi bọn mình chạy lên núi thì có một cái vồ đá nhìn xuống dưới thị trấn Ba Chúc. Thì ở đây rất là đẹp, cảnh rất là hoang vu, xuống thấy là bao la, núi hùng vĩ lắm. Ngoài ra thì cái núi dài này cũng có những cái chùa để cho những người thích du lịch về tâm linh đó. Người ta lên đây để cúng. Và ở gần chùa thì cũng có những cái giếng, một con đá
chiếm rất là sâu, là 5 chiếm. Chỉ có một, có hai cái chiếm mà mình cần đi hướng bên đây chủ yếu để chạy xe khách cái đá với phòng đường máy này. Nếu có việc thì mình sẽ vô ghé thăm bên kia để giới thiệu cho các bạn biết luôn về đó trong những cái clip sau này. Năm cái giếng đó thì nó nằm ở độ cao gần 200m ở cái chiền phía đông. Thì từ cái chiền này đi xuống phía núi Két phía tây rất gần, rất dễ đi. Cái đó là lối đi bộ thôi, để những cái hành khách mà người ta giếng chùa người ta đi, còn không có đường để xe chạy lên. Rất là khó, tại vì đường đất mà đất đá nhiều nên giống và xuống dốc cũng nhiều, nên là khi mà vào những ngày mưa thì các bạn chạy lên đây phải cẩn thận, nhất là lúc đi xuống. Đi xuống thì cái bánh của mình nó không có bám được vào mặt đường. Thì hôm nay mình đi bằng xe cầu cào á, tương đối dễ thôi, nhưng mà đối với những chiếc xe không có vỏ gai như xe đầu cào thì có thể rất là nguy hiểm. Yeah.
đâu rồi? Đường 995B thì dọc theo cái đường 995B đó sẽ hỏi người dân ở đây cái đường lên núi dài ở đâu, người dân sẽ chỉ cho các bạn. Nó nằm gần cái thị trấn Ba Chúc hoặc là bạn nếu mà đi từ phía xã An Bình qua thì bạn bên tay phải các bạn sẽ thấy cái để là căn cứ Âu Tà Sóc, tới một con đường nữa thì hình như là chùa Sập Gia, thì các bạn quẹo phải thì vô đó sẽ hỏi thăm người dân là có đường để chạy đi nhưng mà mình đang chạy rồi. Thì bọn mình cũng xuống được tới chân núi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hành trình của mình. Thì các bạn ủng hộ mình thì đăng ký kênh của mình nhé, để mình phát triển kênh được nhiều clip hơn. Rất cảm ơn các bạn một lần nữa. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp nhé.